Cuối tuần qua, Titan, nhà sản xuất đồng hồ lớn thứ 5 thế giới, vừa cho ra mắt bộ sưu tập mới được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam. Đây cũng là bộ sưu tập đầu tiên được các nhà thiết kế Titan tạo ra tại Việt Nam. Bộ sưu tập được mang tên Hoa của Việt Nam, được thiết kế dựa trên cảm hứng về 4 loài hoa biểu trưng của 4 mùa. Cụ thể, hoa sen đại diện cho mùa hè, hoa cúc cho mùa thu, hoa đào cho mùa đông và hoa lan cho mùa xuân. Bộ sưu tập do chính các nhà thiết kế của Titan thiết kế sau khi đến làm việc tại Việt Nam trong một thời gian dài. Cũng giống như các bộ sưu tập khác, lần này Titan chỉ cho ra mắt phiên bản hạn chế 1.000 chiếc dành riêng cho phái nữ. Có mặt tại buổi lễ ra mắt, ông Rahunath Hebbani, giám đốc điều hành công ty Titan, tin tưởng bộ sưu tập này sẽ thành công do phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của người Việt Nam. Đây là bộ sưu tập đầu tiên chúng tôi thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam. Bộ sưu tập lấy ý tưởng từ các loài hoa đặc trưng như hoa sen, hoa cúc, hoa đào, hoa lan. Đây là những loài hoa rất đẹp ở đất nước các bạn. Khách hàng Việt Nam vốn đã quen thuộc với thương hiệu của chúng tôi. Với thiết kế này, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng trước khi được ra mắt chính thức. Tôi tin chắc phụ nữ Việt Nam sẽ thích bộ sưu tập này. Tại Việt Nam, sản phẩm do công ty Nguyên Vạn Lộc nhập khẩu và phân phối. Trước đó, nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, Titan cũng đã tổ chức cuộc thi thiết kế mặt đồng hồ tại Việt Nam.